Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trời phạt bất ngờ, thời mạt pháp tà cao hơn chánh. Buổi hạ nguyên ít thánh nhiều phàm, cho nên nặng ách bao hàm. Mắt từ bi thấy đâu cam ngồi nhìn, cậy sức mạnh chúng sanh gây họa. Ý tài cao thiên hạ khởi binh, giết người người giết lại mình. Càng xem càng bắt động tình từ bi, quá thông thái người khi trời Phật. Lắm văn minh chúng miệt quyền cơ, khi trời phạt bất ngờ. Miệt quyền cơ bị quyền cơ trị trừng, triệu ức năm qua từng thế đó, chẳng phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt địa cầu, muôn lần rồi chớ phải đâu một lần. Núi nổ khắp xa gần đều cháy, nước tràn đầy khôn dại cũng trôi. Tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu. Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà. Chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết trứng gà nát không. Kỳ đại nạn cũng đồng cảnh ấy, khi tẩy trần trông thấy hải kinh. Thay bèo sát bọt linh đinh, nhiều tha quả xé chúng sanh tử nàn. Trời héo mặt gà vàng cũng vắng, đất châu mài thỏ trắng bạc tinh. Nhìn vào đại nạn chúng sanh, quỷ thần cũng phải thất kinh vía hồn. Thật ra việc sanh tồn kỳ chót, tài không hơn nơi đức ở con. Đức tuy không thấy mà còn, tài coi rần rộ mà mòn như cưa. Cọp với beo tranh đua oai dũng, bãi nát mình thắng cũng trần thân. Người tám lượng kẻ nửa cân, chung quy ai cũng rã thân tiêu hồn. Kẻ tự cho rằng khôn mà dạy, người bị coi là dạy lại khôn. Tài tiêu còn đức thì tồn, đó là chung kết của môn đấu trần. Cuộc thắng bại phải cân nhắc kỹ, nếu tồn vong cần nghĩ suy rành. Phải mau bỏ giữ về lành, dù không tôn giáo cũng hành thiện lương. Lành chẳng khác bồm trương thuận gió, giữ như là cháu nhỏ chống xe. Tu hành việc cả ráng nghe, đời này hung dữ chỉ là giết thân. Con ơi mặt người sinh tài sức, phần con nên thủ đức là hơn. Đức sau trước cũng vì nhân, tài thường trước đức sau thân là nhiều. Tài không đức chỉ chiêu khổ họa, đức không tài chỉ gá tai ương. Tài thêm có đức đồng tương, khác nào rồng được mây vương lấy mình. Có tôn giáo phải gìn chánh đạo, không thần quyền cũng tạo hiếu trung. Ở ăn đạo nghĩa bất tùng, khác nào cá nọ mà chung vào lờ. Mỗi việc ác mỗi tờ giấy nợ, thân nay chưa thì đợi thân sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Thời mạt pháp trả dây rất chóng, kỳ hạ nguyên chết sống lẻ thay. Đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Chấp bút đề thơ cậy thánh thần,
phạt từ người một quan hay dân, xét suy kỹ lưỡng không nhầm lẫn, để truy trị nước được sáng ngần. Dân hỡi dân ơi có biết không, vì thương bá tánh mới ngược dòng, đời tàn một mạc còn gì nữa, thương chủng thương người với nước non sông. Trừng phạt kẻ gian để lập đời, ngang tàn hóng hách lại mê chơi, phụ ân cha mẹ còn phản quốc, ta muốn câm đi chẳng thốt lời. Ta đã vì ai như thế này, làm sao tỏ hết chúng sanh hay, cứ lo đuổi rượt theo tà tật, không hiểu lời ta tạo phước đầy. Cảnh vật ngày nay thấy điêu tàn, đò thầy còn đậu giả xốn sang, xin trên xây kiểm và sửa gấp, đặng Phật hiện ra đổi lớp màn. Thở than ai vậy với thánh thần, chắc ngài phục chúa hết quan dân, bất trung bất chánh đâu còn nữa, làm sao kế nghiệp đại phong thần. Kêu hỡi bớ ai ráng sưu tầm, mở quyền quan khiếu để rội tâm, cửa ải đóng đi làm sao thoát, đốt huệ bỏ xa phải đi thầm. Còn nói chi hoài cũng tuổi thân, nhờ đấng thiên liêng cậy thánh thần, diệt kẻ hung tàn đừng để sót, tâm ma tài mị giả dân dân. Thầy thấy đời nay quá dập dồi, những lời tiền bối nhắc thả trôi, ở ai không lượm sao hậu hưởng, ta chẳng gian sinh cũng không nài. Gần lập phong thần chúng sanh ơi, để chi thanh diệt đặng lập đời, ngày nay sang trọng quên tiền tổ, bị gươm lục yểm chém giữa vời. Trừ khử yêu tà có dễ đâu, lớp sinh lớp khấn lĩnh trói thâu, phép tiên phép Phật hằng chu đáo, thiên la địa võng chụp khó hầu, mãi long không lọt lưới trời rồi. Ai người chân chính sống để coi, sớm chiều học đạo năng trao sữa, bút thần lưu lại cứu giống nồi, tay chấp bút nghĩ suy tường tận, ta là ai cố vấn giúp người, cứu dân độ thế nghe ngươi, không làm việc quấy để người miệt khinh, ngày quên cuối đêm tinh cứu thế, dân lĩnh trên vô kẻ nhọc nhằn, tâm lòng ngay thẳng mực dân, bút nghiêng tay thảo cứu căn mọi người. Ta chưa được thảo lưu thanh tịnh, thiền qua sông chân dịnh tay chèo, lẹ mau đêm giống thiện gieo, thân ngài lặn lội núi đèo sông pha. Đời thấy ít người ta chân thật, uổng tiếc thay các vật sưu tầm, có người mất hết chân tâm, biển trần bơi lượn chết ngầm nào hay. Ngày chuyển động đông tây nam bắc, dân ơi dân thắt ngặt cẩn kề, sau này cuồng loạn u mê, thở than gì nữa Phật chê trời dần. Ta dứt khoát từ tâm kêu gọi, đón mùa xuân mới nói lời này, bên trời xuất hiện mùa dây, phạt trừng những bậc không hay cơ trời. Buồn thế sự cấp thời mới gọi, ta là ai tôi mỗi phàm trần, rước người về bến tân dân. Giờ ta trông cậy binh thần chuyển mau, nếu nhìn thấy người nào đủ đức, còn dày công giúp sức dân nghèo, tổ xưa dạy dẫn học theo, chừa hạt giống ấy cố gieo nảy mầm. Binh thần trời không lầm trừng phạt, người đứng đi một nát hôi rồi, sơn hà xã tắc ai ôi, còn ai nói hậu lại đời tân dân. Nay thầy cậy binh thần đảm phụ, dình bệnh trong chăm chú báo liền, tà ma quỷ lộng muôn thiên, nếu không diệt bỏ chinh nghiêng gốc trời, thầy cũng biết mở lời có tội, để dễ ngươi tạo tội lỗi đầy, thân già không phúc khỏa khoay,
sợ lo đất nước sau này không an. Người hiền lương chúng đàn cứu giúp, đừng hèn nghe ẩn núp buổi này. Luẩn rồi bốn phía đông tây, cả nam cùng bắc phủ dây tặc tà. Muốn đất nước sơn hà thịnh vượng, rồng phủng chầu cá sướng vang rền. Xóa mờ giật giấc bỏ quên, giúp người đối lạnh rỉ rên đúng hiền. Lời thầy dẫn bình nguyên khắp cả, đừng đem thân đấu giá rẻ rề, làm cho đồng chủng khen chê, ngoan ngoan tu sửa gấp về hội tân. Thầy xin lỗi binh thần trời định, thương chúng sanh biết tính kế nào. Nhờ thần mượn thánh lộc mau, tiếng chuông cảnh tỉnh ta trao lời lành. Này ôi hỡi chúng sanh có biết, đau lòng thầy mới viết ra bài. Nương về xuân mới là nay, mừng xuân giáp ngọ biên ngay tặng người. Gửi đồng chúng những lời lưu loát, ta quỳ xin từng giọt sương trời. Ban cho hiền hậu khắp nơi, hưởng nhờ phước đức cuối đời. Trời tha, khuyên bá tánh ấy là cũng tội. Cải luật trên vang dội khuyên trần, không thấy ai đáp chúc ân. Tới ngày tái lập phong thần mất tên, ai hiền đạo đừng quên phút cuối. Gươm trí minh dông ruổi khắp trời, giúp người thương xót mọi nơi. Đêm vui cứu khổ là đời ta mong, rạng sốt sẵn dạy công thiện đạo. Ngày rảnh rang được dạo khắp miền, chỗ nào thánh chỗ nào tiên. Chừa phân tất cả giữ hiền có ranh, ta đâu nỡ cam đành bỏ sót. Bậc hiền lương nhỏ giọt trong lòng, mong tu đắp dạ tổ tông. Còn thương nhân loại hòa đồng chung nhau, bậc ấy được hồi trào quy thượng. Giờ cực thân sao sướng vô cùng, nếu ai còn giữ ác hung, mau dừng chân lại chập trùng nguy cơ. Đón xuân mới đến giờ phải nói, chỉ cho người sám hối như nào. Xuân về ruột thắt tim đau, mưa phong sống dậy ba đào chưa ngưng. Thương những bậc vui mừng khắp khởi, quên ngày nay thế giới đổi rồi. Binh thần ghi chép tên thôi, giao trên thượng đế rỗi soi từng người. Đức không có tiền dư như rác, chỉ phút giây mục nát trôi đùa. Sau này rơi rụng như cua, càng ngoe gãy hết hơn thua làm gì. Xuân năm ngọ giáp thì cơ cuối, đừng trông mong tập tụ dữ dần. Lưới trời nay đã bủa dân, tứ phương diệt hết hung hăng kỳ này. Lập phong thần tri bài lục bổn, thầy biết rồi hao tổn dân nhiều. Nam đường lặng lẽ quạnh hiu, còn có người Phật tuyết diều rảnh rang. Có thần thánh thầy bàn cơ đạo, cải luật trời tay thảo bút dình. Lưới trời lồng lộng thanh thinh, thầy cải thượng phụ giúp tình cho dân. Để ngày lập phong thần mất mạng, chết đầy đường không hạn cỡ nào. Trảm trừ không thấy gươm đao, ngã lăn dãy giụa máu trào tung ra. Ta kết luận không xa nghe chúng, nói làm chi hưởng dụng được gì. Cuối lời nhờ đấng từ bi, trời tha thầy phạm tội tri cứu người.